Chào các bạn, quay trở lại với kênh của Phạm Huấn nhé. Đấy, bên mình mới về một cái lô hàng cực kỳ là nhiều luôn. Cái phích đúc cao su non này. Đấy, ổ cắm cũng như là phích đúc cao su non dành cho anh em và các bạn luôn. Đấy, đây mình đã đấu vào đây, đấu thử đây cho anh em xem. Và mình sẽ test thử luôn cho các bạn xem. Đấy, hàng về ngập tràn luôn. Anh em các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ này. Ổ cắm này rồi phích đúc này rồi ổ cắm đèn báo luôn. 5 chân, 3 chân. Đấy, hàng 5 chân, hàng 3 chân. Cao su non cực kỳ là chất luôn. Đấy, mời các bạn cùng theo dõi chi tiết mình test thử cho các bạn xem. Đây các bạn theo dõi mình đập cho các bạn xem này. Ổ cắm này. Ổ cắm này. Đấy các bạn thấy không? Đây nhá. Đập trực tiếp vào đống ổ luôn này. Đấy. Đập trực tiếp vào đống ổ luôn anh em thấy không? Đấy. Ổ cắm này. Đấy. Ổ cắm này. Đấy mình đấu vào mình đập luôn. Các bạn thấy không? Đấy. Không có hề hấn gì cả. Đấy. Ổ cắm đây anh em ơi. Ổ cắm đây anh em ơi. Đấy, dành cho anh em chiến công trình luôn nhá. Anh em công trình chiến chúng ta thoải mái mà chiến luôn. Đấy, các bạn có nhu cầu về dòng này thì có thể liên hệ tới Phạm Huấn này. Số điện thoại 0936 863 268 để được tư vấn kỹ hơn về cái dòng sản phẩm này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.